cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày. Nếu như có những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành trên mọi chặng đường. Thế nhưng, đôi khi, sự bộn bề của cuộc sống và khoảng cách địa lý lại khiến cho nhiều tình bạn tốt đẹp bị tan vỡ. Dù là lý do gì đi chăng nữa, hãy luôn cố gắng trân trọng tình bạn của mình vì đó là một trong những tình cảm cao đẹp, quý báu và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này. Mời các bạn lắng nghe và cảm nhận về tình bạn qua những câu chuyện ngắn sau đây. Câu chuyện thứ nhất: Ý nghĩa về tình bạn. Vào lúc chập tối, một chú cừu đang một chơi một mình trên sườn đồi. Bỗng nhiên, từ gốc cây sồi gần đó, một con sói nhảy tới và lao vào định ăn thịt con cừu cù ta sợ quá liền tháo chạy thoát thân nó vừa chạy vừa hét lớn để cầu cứu sự giúp đỡ con bò gần đó nhìn thấy cảnh tượng con sói đang đuổi theo con cù cũng vội vã bỏ chạy con ngựa cách đó không xa nhìn thấy liền thục mạng bỏ chạy con lừa đang đi dạo gần đó nghe thấy tiếng hét của con cù liền lặng lẽ chạy xuống sườn đồi con lợn đi qua phát hiện con sói cũng chạy nhanh thoăn thắt để thoát thân một con thỏ nghe thấy tiếng thét của con cù sợ quá ba chân bốn cẳng trốn thoát lúc này con chó ở dưới sườn núi nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của con cù liền nhanh chóng chạy lên dốc từ sau đám cỏ và cắn vào cổ con sói con sói bị một phát cắn chí mạng, liền tru lên rồi bỏ chạy. Sau khi trở về nhà, các bạn bè đều tới hỏi thăm cụ. Chú bò nói, sao anh lại không nói với tôi, gốc tôi đứng có thể móc được ruột của con sói đó. Ngựa cũng nói, sao anh không chạy đến chỗ tôi? một cú đá của tôi thôi có thể khiến con sói vỡ cái đầu. Chú lừa nói, sao chú không tìm tôi? Chỉ cần tôi kêu lên là sói sợ mất mật. Lợn lại nói, anh phải chạy đến tìm tôi. Tôi chỉ cần dùng mõm là đẩy nó rơi xuống vách núi ngay. Thỏ nói, Sao anh không nói với tôi Tôi chạy rất là nhanh Tôi có thể làm mất sự chú ý của con sói Trong nhóm bạn đang rầm rầm tranh nhau gãy phần Chỉ có một mình chó là không có mặt Không kể không Câu chuyện thứ hai Bữa sáng ấm lòng Con hẻm đối diện trường đại học Sáng nào cũng khá ồn ào trong hẻm, người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại. Cơm tắm, hủ tiếu, phở, bún riêu, xôi, bánh mì. Tùy theo nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau và phù hợp khẩu vị. Sáng nào, tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học một trường đại học bên kia đường áo đồng phục. Một tay sách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất dần trong làng xe ngược xuôi tấp nập. Bữa sáng là bữa của vua, mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày mới làm việc lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua lo, cốt để xế trưa không qua mắt bụng không đói bữa sáng chỉ có thế thành một thói quen một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng một sáng nọ tôi dậy sớm thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá nhẹ nhàng như vỗ về ai đó lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng. Cậu mua đi, tớ không ăn đâu. Cậu kia ngạc nhiên. Sao lại thế? Rồi như chợt nhớ ra, cậu à lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh mì của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn. Chia đôi nhé hạt muối bé tí Khi cần còn xé đôi được Huống chi ổ bánh mì to đùng này Cậu nháy mắt Cười rất là hồn nhiên vui vẻ Hai người vẫn áo đồng phục tay sách cặp Một người cầm nửa ổ bánh mì Sánh vai nhau qua đường Tôi bồi hồi trong theo Nếu như lúc này cậu sinh viên kia Không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn Mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác có lẽ tôi không cảm động và ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó trong tôi, khiến buổi sáng tưởng quen bỗng quá ra lạ lùng. Tôi như vừa khám phá ra một điều gì đó, bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến. Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng có kẻ lại rất ấm lòng và hạnh phúc vui vẻ bên nhau câu chuyện thứ ba những chiếc vỏ kẹo cao su tôi luôn ước ao sẽ có một tuổi thơ thật là đẹp với những người bạn tuyệt vời mà tôi không hề nhớ rằng tôi đã có một tuổi thơ đẹp đẽ như thế nếu không gặp lại cậu ấy cứ mỗi lần đọc những câu chuyện viết về tuổi thơ trên sách báo tôi lại càng khao khát được như họ tôi luôn thắc mắc tự hỏi sao tuổi thơ của họ đẹp thế sao tôi lại không có tuổi thơ đẹp như vậy và rồi tôi đã biết tôi là người hạnh phúc nhất tuổi thơ của tôi đã đi xa nay bỗng trở về gõ cửa tâm hồn tôi tôi đã bàng hoàng ngỡ ngàng và giật mình vì tôi không thể ngờ rằng tuổi thơ của mình lại tuyệt vời đến thế. Cậu ấy đã xuất hiện. Tuổi thơ trong tôi đã quay về. Đã 10 năm kể từ ngày tôi xa quê, xa mọi thứ gắn bó lúc nhỏ và xa cậu ấy. Cái ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, cậu ấy cũng vậy. Tôi chẳng còn nhớ đã quen cậu ấy như thế nào chơi với cậu ấy từ khi nào chỉ còn nhớ nhớ rõ rằng tôi và cậu ấy đã rất thân nhau ngày nào cậu ấy cũng sang nhà và rủ tôi đi nhặt chiếc vỏ kẹo cao su chắc mọi người chẳng ai còn nhớ về loại kẹo này nữa còn đối với tôi đó là thứ không thể nào quên được những chiếc kẹo ấy có hai lớp vỏ lớp bên ngoài có nền màu xanh vàng đỏ với những hình quả bóng tròn to nhỏ khác nhau lớp vỏ bên trong bọc trực tiếp cái kẹo là mảnh giấy trắng nhỏ được in hình những người mái nhỏ xíu đẹp đẽ và sống động nhà tôi ở ngay cạnh nhà văn hóa nơi mà nhiều người đi vào và những chiếc vỏ kẹo cũng được nhiều cậu ấy ham mê người mái và ham mê vẽ. Chính vì vậy, những chiếc vỏ kẹo với những người mái hùng dũng luôn là chủ đề để cậu ấy vẽ. Từ một người mái nhỏ xíu bằng đốt ngón tay, cậu ấy đã tạo ra một bản sao to cao bằng cả bàn tay người lớn. Cứ mỗi lần vẽ xong, cậu ấy lại sang khoe với tôi để được một độc giả trung thành là tôi khen chà cậu vẽ đẹp thật những lúc như thế bạn luôn cười hạnh phúc và rất mãn nguyện với tác phẩm của mình ngày tháng cứ trôi đi và những lần đi nhặt vỏ kẹo nhặt những chiếc lá khô về đốt khi hai đứa húy hoái chui trong gầm giường để thử ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ chúng tôi luôn vui vẻ luôn bên nhau trong hai cái đầu thơ giải ấy chẳng bao giờ tồn tại ý nghĩ rồi một ngày nào đó sẽ phải xa nhau và không còn nhớ về nhau nữa con nhóc sáu tuổi là tôi đã đi xa mà chẳng thèm chào cậu ấy một câu mười năm với không một lá thư không một lần gặp mặt tôi đã quên mất sự hiện diện, sự tồn tại của cậu ấy trên cuộc sống này. Tôi đã quá vô tâm, quá lạnh lùng với tuổi thơ, để rồi đã bất ngờ, đã hạnh phúc khi gặp lại cậu ấy. Cả hai điều đã khác, đã không còn là những đứa bé 6 tuổi mà đã trở thành cô cậu 16 tuổi. Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi luôn thấy mình hạnh phúc vì cũng có những người đã biết về tuổi thơ của mình tôi cũng tự hào và tự hào hơn thế bởi tôi biết tuổi thơ của tôi cũng rất là đẹp rất là tuyệt vời thời gian trôi đi và chẳng bao giờ quay trở lại nhưng nếu có một điều ước tôi sẽ ước được quay lại với ngày xưa ấy để được cùng cậu ấy nhặt những chiếc vỏ kẹo cao su dù bạn sống trong môi trường nào dù bạn ở đâu bạn cũng luôn có một thời thơ ấu với những kỷ niệm ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc tôi tin chắc rằng là như vậy bởi cũng giống như tôi tuổi thơ của bạn đã được cất ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim mà bạn đã quên mất nó một phần rất đẹp rất quan trọng trong cuộc đời mình Hãy tìm lại nó nhé, chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc vì bất ngờ đấy. Những câu chuyện triết lý cuộc sống về tình bạn đến đây xin tạm dừng. Chúc các bạn có được những giây phút thư giãn và quay về với tuổi thơ với những người bạn chân thành, ấm áp khi bên nhau đầy hạnh phúc và vui vẻ. Mong các bạn bấm đăng ký kênh và like để ủng hộ mình xin chào tạm biệt và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo